VIP. Đó, mã hàng VIP. Cái mã này thì cực kỳ đẹp. Mã này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm cỡ 15 củ đến 18 củ cân. Thì chỗ này thì em về 3 cân tất cả. Đó. Tất cả của ba anh chị thì ngày hôm nay em lại tiếp tục về sâm quốc dân. Cái lô sâm này thì nói chung là cũng là có thể là một trong số những chuyến mà cuối năm rồi. Đó. Cái thời điểm này thì hàng ở bên kia ấy là nó có tuyết, bọn em thì rất là khó mua sâm bởi vì người ta đào rất là ít. Sâm ở trên núi thì bây giờ nó có tuyết thì thành ra là có chuyến nào mà trời nắng trời đẹp lên thì người ta đào được thì mới mua được, thì cũng có thể là chuyến này nó sẽ là một trong những chuyến sâm cuối năm. Đó, cái lô này thì nói chung là nó chủ yếu nó là cái size mini, lô nhỏ, size nó sẽ rơi vào khoảng tầm cỡ 70 củ một cân. Cái loại này thì giá của nó rơi vào giá 750. Cái hàng này thì cực kỳ già. Đó, cái loạt này này là những cái củ sâm nó cực kỳ già và đẹp. Đây mọi người quan sát này, đây một củ sâm. Nhìn cái loại này độ tuổi nó rất là cao. Cái hàng này này là hàng người ta lấy hạt nên củ của người ta nuôi nó sẽ không to, nhưng sâm rất chắc và không bị xốp. Hàng này thì thả vào bình thì nó sẽ chìm ngay, nó sẽ không nổ. Đó, đấy, lô hàng này rất đẹp. Đó, rất là thơm. Đó, khi mà mở thùng ra một cái nhân thì ngửi một cái mùi thơm nó rất là ngào ngạt thì nó tràn ra. Đây em sẽ đổ thùng cho mọi người xem, quay trong thùng nó sẽ không ấy lắm. Đây, đổ thùng cho. Đó. Đá mà bọn em gửi về vẫn còn rất là lạnh, nó bọc đá rất là lạnh. Đó. Cái hàng này thì sâm đi mấy nghìn cây số, sâm rất già to đẹp, hàng rất ok. Nhưng mà nói chung là để mà chơi thì cái mã hàng sâm này thì để mà chơi thì nó biểu tết này hay là làm sâm khô cũng ăn cũng rất là ngon mọi người ạ. Đó, lô hàng mà không gần như là nếu mà rửa ra thì trắng tinh luôn. Đó, một chút nữa nếu mà em mà có đơn nào rửa ấy thì em sẽ rửa và quay cho mọi người xem là cái chất lượng của nó đến đâu. Cái mã hàng này thì nó rất là tuyệt vời. Đó, đó cái lô này đấy, khi mà đổ ra này mọi người ấy nhìn này. Đó, củ sâm rất là đẹp. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, thùng nào cũng như thùng nào, nói chung là ví dụ như trong quá trình mà vận chuyển về nó bị thối một vài củ như này thì nó không ảnh hưởng vấn đề cả, đá vẫn còn rất là lạnh, củ sâm cũng vẫn còn rất là ổn. Đó, đấy, rất cứng mọi người nhá. Bóp này. Đó, đầu này của nó là cái đầu mầm mà nó trong quá trình vận chuyển đi nó hơi bị bực, nó dính nước. Đấy, những củ này rất là trắng đầu này, cái củ rất cứng luôn, bóp không vấn đề gì cả. Đó, sâm rất ok. Đây có những cái củ này mà người ta chắc là trong quá trình mà người ta đào ấy thì người ta vát vào đầu, những củ này cũng bỏ đi luôn. Đó, vứt ra ngoài, không bao giờ gọi trong khách. Và đây em về cái mã này. Mã này thì nó là một cái mã hàng VIP. Đó, mã hàng VIP. Cái mã này thì cực kỳ đẹp. Mã này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm cỡ 15 củ đến 18 củ cân. Thì chỗ này thì em về 3 cân tất cả. Đó, loại này thì mã này giá 38 triệu một cân mọi người nhé. Hàng này thì nó là VIP mà dạng một dạng như kiểu hoang dã ấy, cổ rất là dài. Hàng này lên bình thì tuyệt vời luôn. Hàng này thì gần như lên bình không chê ở đâu được. Đó, đây có những củ rất là dài. Đây, ví dụ như củ này, đây em sẽ bỏ cho mọi người xem. Đó, củ này dài cho mọi người này. Đó, dài. Đây, này mà lên một cái bình trụ dài nhá thì cực kỳ đẹp, rất là tuyệt vời. Còn đâu những cái bình này, như củ như này này, chúng ta lên những cái bình này, ví dụ như kiểu là bình hình elip ấy, như cái bình 10 lít. Đó, bình đáy vàng lắm vàng, nó của Hàn Quốc ấy. Cái hình 7 lít hoặc 10 lít lên một củ rất là đẹp. Đó, hàng này thì cực kỳ tuyệt vời. Quay kỹ cho mọi người xem. Đó, cái mã hàng này thì em sẽ bán cả cân hoặc từng củ một. Nhưng từng củ một thì giá nó sẽ cao hơn. Nó sẽ cao hơn một chút. Đây, củ này thì nó thật sự mọi người luôn. Quá VIP để mà chơi. Hàng này nếu mà mua một củ hai củ ngâm lên bình sau đó là để mà
gửi cho để biếu ngày Tết thì thật sự là quá tuyệt vời, hàng quá đẹp. Hàng này thì nó thật sự mọi người nhìn rất sướng, đó nhìn thật sự rất thích. Còn đây những cái thùng sâm mầm này, đấy những cái đoạn mà chạm vào này nó rất là trắng, đấy mọi người nhìn nó trắng tinh như thế này cơ mà, đấy củ sâm già này, đấy vân sâm rất rõ, đấy, vân sâm rất rõ. Quay bằng điện thoại trong nhà điện thoại ấy thì mà quay xa một chút đó. Đó, ai mà có nhu cầu về sâm mầm ấy thì cái loại này này thì nó cứ giá 750, to hơn một chút thì nhặt to hơn một chút thì giá vào 850 đó. Mọi người ai mà có nhu cầu mọi người cứ liên hệ trực tiếp em số điện thoại 0368 980 889 hoặc kết bạn Zalo với em số điện thoại đấy nhé, em sẽ cho mọi người xem. Mọi người em sẽ báo giá từng loại kỹ một và hình ảnh từng loại một, còn xem trên video nếu ai chốt luôn trên video thì lại càng tốt để em đỡ mất thời gian, đỡ vất vả cho em đó. Cái đấy thì em rất là cảm ơn mọi người. Còn đâu thì cái hàng này thì nếu mọi người không chơi là rất là tiếc đấy mọi người, bởi vì nó số lượng nó không có nhiều đó. Cái này phải mua lọc rất lâu thì mới mua được 3 cân đó. Đấy, thì ai mà có nhu cầu thì mọi người liên hệ vào hai số điện thoại cho em hoặc kết bạn Zalo vào cái số 0368 980 889 đó. Còn đâu thì hàng sâm mầm của bên em ấy, thì chỗ này em về 200 cân nên là em bây giờ chỉ được chia thôi đó, chia đơn cho khách thôi. Còn đâu lúc này thì em sẽ phải làm đâu. Thì rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.